À, con này là thanh lý một chỗ nha các bạn. Mấy cái này lúc này hiếm quá, không có xe bán. Cái này là xe khách của mình bán ra rồi quay đầu lại, thì nên mình mới dọn làm máy móc rồi lại sạch đẹp lại, lên sàn lại cho anh em chơi. Nói chung mà anh em mình đam mê mà tài chính còn yếu yếu chút thì chơi những con này là rất ok. Cái con này thì mình nói sơ qua cho các bạn gõ nha, rồi anh em cân nhắc mà chơi thôi. Cái thứ nhất nó là thanh lý một chỗ, biển Đồng Tháp á, thì thường thường á, ở những tỉnh, những huyện mà có chức năng làm thanh lý á, thì họ mới có xe thanh lý để phát mãi ra ngoài. Còn cái con này mà có biển Đồng Tháp á, là do nó thanh lý từ năm 2015 trở về trước. Cái con này á, thì chính xác á, là thanh lý năm 2014. Thì khi nó ra tên cho chủ đầu tiên năm 2014 thì anh em giữ chạy ủy quyền đến bây giờ, mua bán sang tay hợp pháp 100%, giấy tờ chính chủ, công chứng pháp lý đầy đủ hết, nhưng mà không có sang tên được nữa. Nó kêu bằng, hồi xưa nó kêu bằng thanh lý theo hiện trạng á các bạn. Thì những cái con như thế này nè mới đúng là thanh lý xịn. Còn bên mình á, bán thanh lý một chỗ á, thì có kèm một cái hợp đồng cửa hàng để bao cái xe toàn quốc cho các bạn lưu hành hợp pháp 1/1 là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có bao quay đầu cho anh em, khi anh em trải nghiệm mà chơi chán á thì cũng có bao quay đầu cho khách. Con này mình đã dọn full máy 120 các bạn. Lý do mình dọn 110 nha, đi hai đĩa là cái con này trước đây á có dọn áo xe chia 2000 đầu dẹp, nhưng mà giờ về hình xì bo lại. Thì đối với những xe thanh lý một chỗ á, thì bạn dọn nguyên mẫu á, theo cái thanh lý theo hiện trạng á, thì nó sẽ đi đường, nó sẽ dễ nuôi hơn. Thì cái con này thanh lý trong hồ sơ thì cái hình nó là áo 110 như thế này nè, nên mình mới dọn chuẩn lại theo trong cái hình mà thanh lý theo lưu theo hồ sơ đó. Còn về xe thì cơ bản nó cũng giống như chiếc 110 lên full máy 120 vậy đó các bạn. Còn giá của nó thì rất là dễ chơi, nên anh em cân nhắc mà chơi thôi. Còn đối với những xe thanh lý bây giờ thì nó người ta bán đầy trên thị trường á, thì có thể công chứng ủy quyền như thế nào đó thì đó là chuyện của người ta. Còn bên mình bán thì luôn luôn có kèm hợp đồng cửa hàng để bao số khung số máy, bao xe 1/1. Còn cụ thể hơn để giải thích cho anh em mà chơi cái thanh lý một chỗ mà anh em chưa có hiểu rõ về nó thì mình nói sơ sơ qua thôi nha, chứ không có nói sâu vào được. Cái thứ nhất là đối với những chiếc xe như thế này nè, ví dụ như trước đây nó là Sukitan đi, Sukitan hải quan chính ngạch, nhưng mà người ta sàn tháp số vô chiếc xì bo nên mới bị tịch thu. Cái đó là nói chung là vi phạm đó, nên mới bị tịch thu. Rồi sau một cái thời gian á, là nhà nước mình có những cái đợt gọi là những cái lần mà thanh lý phát mãi tài sản ra lại đó, thì á con này mới thanh lý theo hiện trạng hồ sơ là chiếc xe, chứ không phải là thanh lý theo hiện trạng là tài sản nha các bạn. Hai cái đó nó khác nhau. Có nghĩa là thanh lý theo chiếc xe thì trong hồ sơ sẽ có hình chiếc xe xì bo, thì cái đó mới gọi là thanh lý một chỗ xịn thật sự. Thì đối với những con này nè, lưu hành hợp pháp toàn quốc, thì bản thân nó nằm đây là các bạn hiểu rồi. Cà vẹt nó thanh lý lần đầu tiên năm 2014, nhưng mà tới bây giờ nó vẫn lưu hành được tới bây giờ, thì có nghĩa là nó không có bị vi phạm nên nó mới tồn tại được tới giờ, chứ không thôi nó bị mấm, nó tịch thu lại mất mẹ rồi, chứ không còn tới giờ. Từ năm 2014 tới giờ 2022 rồi các bạn. 2021, 2022 rồi mà nó vẫn còn cái gì, thì các bạn có nghĩa là các bạn hiểu nó là nó đã là hợp pháp, chứ không thì nó bị mấm vô đồ mất tiêu rồi, chứ nó không có nằm đây đâu. Còn đối với những cái xe thanh lý một chỗ như thế này thì mình chỉ bán ủy quyền công chứng 20 năm, kèm hợp đồng cửa hàng bao xe. Còn hợp đồng cửa hàng thì luôn luôn là có bao xe một đời chủ cho các bạn. Khi bạn chơi chán thì có thể quay đầu lại cho cửa hàng hoặc là bán cho người khác. Còn nếu các bạn đã bán cái xe này cho người khác thì bên cửa hàng mới hết nhiệm vụ với các bạn. Rồi mình nói sơ sơ vậy thôi, anh em cân nhắc chơi nha. Còn chơi thanh lý một chỗ á, thì cũng có một số bạn hỏi thăm mình á, là có an toàn không, có bị công an tịch thu không á. Thì cái này mình trả lời luôn cho các bạn về vấn đề chung chung thôi, tại vì cái này nó sẽ đụng tới chén cơm của nhiều người lắm. Mình chỉ nói về phương diện của góc độ bên cửa hàng mình thôi. Cái thứ nhất, về thanh lý một chỗ bên cửa hàng mình sẽ bán là đúng đồ xịn thật sự 100%, nên mới có một cái hợp đồng cửa hàng kèm theo được cái xe này để bao cho các bạn 1/1. Còn các bạn chơi thanh lý một chỗ thì cân nhắc giùm mình một chuyện á. Cái thứ nhất, nó không sang tên, nhưng về mặt pháp lý các bạn vẫn là chính chủ 100%, và muốn mua bán sang nhượng sau này vẫn là hợp pháp 100%. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về các bạn khi lưu hành cái xe thanh lý một chỗ này nè, thì cũng nên hạn chế đi lung tung, có nghĩa là hạn chế đi tỉnh này tỉnh kia như những cái xe hải quan chính ngạch. Mình nói nôm na là tiền nào của đó vậy đó các bạn. Ví dụ như một cái xe thanh lý một chỗ đi, thì nó ví dụ như con này nè, giá 7x, rất là dễ chơi, vẫn hợp pháp 100%. Trong khi cái xe gáp bây giờ nhiêu tiền rồi, 40-50 triệu rồi, mà bắt cái là mất, bắt cái là mất.
Còn ví dụ như một chiếc 110 như thế này á, bữa nay á, giá nó cũng phải nằm, ví dụ như hôm nay là tháng 10 2021, giá nó phải nằm cỡ hàng 160 mấy, 170 mấy triệu mới có xe 110 như thế này. Thì một con Thanh Lý một chỗ như thế này giá 7 mấy triệu á, thì các bạn đừng có hỏi sang tên giùm nha. Là một cái, thứ hai á là các bạn muốn sang tên thì đơn giản thôi, bỏ đi vô thêm 100 triệu nữa mua chiếc 110 hay là chiếc ngạch giống vậy thì sang tên thôi. Còn cái này là để cho anh em mình chơi đam mê, nhưng mà kinh tế tài chính mình còn hạn chế chút xíu thì chơi những con này rất là lành. Mình trải nghiệm xong đi mình chán, mình quay đầu, mình có tiền mình đổi lên hay quan chính ngạch, mình tiếp cà phê để với bên mua bán là xong việc thôi. Dù như bản thân cái con này nè, là anh khách anh trải nghiệm xong chán rồi anh bán lại cho mình, thì mình anh có tiếp tiền cà phê mình thì mình tận dụng cái nguồn tiền đó mình dọn xe làm máy móc tăng trang, rồi loại xe sạch đẹp máy ngon lành rồi lại thì mình bán ra mình cũng có cà phê lại gì vậy thôi, mua bán mà các bạn. Còn con này á, thì mình quay rõ ràng luôn biển số, mình không có giấu các bạn, nghĩa là nó đúng đồ xịn không có gì ngại chứ. Còn anh em ngại cứ lấy cái biển số đó bấm test gốc là nó lên liền. Nói chung là mua bán ngay thẳng thì không có ngại ai chứ, cứ đúng đồ xịn thì chơi thôi. Còn cái chuyện mà bán mắc bán rẻ là tùy nơi từng chỗ. Còn cái xì bo á, thì mình xin chia sẻ rất là thẳng thắn và chân thành với các bạn, tiền nào của đó các ông cứ ham rẻ 5 triệu thôi các ông vẫn chết như thường. Còn mình theo cái môn đam mê hay thì này là từ nhỏ tới lớn rồi, từ ngày mà có chiếc Suzuki Titan tới giờ là các bạn, từ hồi xưa tới giờ là bỏ không được, tới giờ đeo nó đam mê tới giờ đó. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha. Xe này mình nghĩ nếu mình đoán không lầm mình đăng lên trong vòng 15 phút là sẽ bán mất. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip.